Xin chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đã rất vui gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ mẫu nhà đẹp cùng với công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì cứ đến hẹn lại lên, công ty chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà đẹp vào 20 giờ tối hàng ngày. Tôi xin nhắc lại, 20 giờ tối hàng ngày đều đặn, ngày nào cũng như ngày nào. Các bạn nhớ lên trên YouTube gõ Kisato, ấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ mẫu nhà nào các bạn nhé. Thì công ty chúng tôi sẽ chia sẻ những cái mẫu nhà vườn, nhà ống, biệt thự, mẫu nội thất, mẫu sân vườn hoặc là những cái mẫu nhà thực tế sau khi mà chúng tôi thi công trọn gói xong, hoặc là những cái kiến thức về vật tư, vật liệu, những cái phương pháp thi công mới để các bạn có thể cập nhật được và áp dụng vào cho công trình tương lai của mình. Và hôm nay thì công ty chúng tôi muốn chia sẻ các bạn một mẫu biệt thự 2 tầng theo phong cách mái Nhật được công ty chúng tôi thiết kế cho anh Khuyên tại Khoái Châu, Hưng Yên. Thì sau đây xin mời các bạn cùng tôi ngắm qua phối cảnh phía bên ngoài của công trình mà chúng tôi thiết kế cho gia chủ nhé. Thì khi mà chúng tôi về khảo sát thiết kế cho gia đình nhà anh Khuyên thì anh rất là mong muốn là có một công trình theo phong cách là biệt thự mái Nhật, theo toát ra được cái sự hiện đại, đặc biệt là phù hợp với cái khuôn viên sân vườn của nhà anh, với công năng diện tích như anh mong muốn và yêu cầu. Các bạn thấy là ở đây chúng tôi vẽ cả khuôn viên sân vườn để anh có thể nhìn thấy tổng thể. Ở đây thì anh vẫn có chỗ để đổ ô tô, vẫn có một khoảng không sân chơi ở trong cái khuôn viên sân vườn nhà anh khi đặt cái công trình này vào. Và toát ra đó là cái màu sắc rất là trẻ trung, bắt mắt. Ví dụ như tông màu sơn, tông màu mái ngói và những cái tông màu điểm nhấn trang trí thì chúng tôi đều chọn là những cái tông màu rất là trẻ trung, bắt mắt, hiện đại và không bao giờ bị lỗi thời theo thời gian. Ở đây chúng tôi rất là ít dùng những cái tí chiết gờ phào trang trí, và chúng tôi chỉ nhấn nhá nhẹ nhàng ở những cái gờ xung quanh cửa sổ, cửa đi. Khu vân tầng thì chúng tôi sử dụng là cái gì ạ? Cái hệ mái kiểu Nhật đấy rồi, và kết hợp với ban công để phân tầng tầng 1, tầng 2. Và ở đây thì chúng tôi thiết kế khu vực sảnh thì là một sảnh, sảnh chính cho công trình thôi, tại vì công trình không có quá nhiều là diện tích để chúng tôi làm cái sảnh nó vừa phải, nhưng mà để bù lại cái sảnh nó không được rộng theo chiều sâu lắm thì chúng tôi thiết kế khu vực cột to khỏe khoắn để toát ra được sự bề thế chắc chắn vững chãi của công trình. Bên cạnh đó chúng tôi không quên đưa những không gian cây xanh ở dưới khu vực cửa sổ lại để cảm giác xanh mát hơn cho công trình này. Và đặc biệt là cái khu vực sân chơi, cái dàn chơi đó là bằng bê tông cốt thép sơn giả gỗ ở phía bên trên, cũng là một cái dàn hoa ở trong không gian sân chơi này. Vâng, đây là một cái view khác của công trình mặt phía bên hông. Mặt bên hông thì cũng không kém cạnh gì, rất bắt mắt và nổi bật các bạn. Chỉ có duy nhất khu vực cửa gì ạ? Chính chúng tôi sử dụng chất liệu cửa gỗ, còn toàn bộ khu vực cửa đi khác và cửa sổ chúng tôi sử dụng chất liệu là nhôm hệ. Thì hiện nay công ty chúng tôi có gì ạ? Dịch vụ thi công trọn gói phần nhôm Việt Ý các bạn nhé, nhôm sinh pha của Việt Ý rất là tốt và không kém gì là nhôm sinh pha ngoại cả. Các bạn có thể tham khảo thêm những cái video mà chúng tôi chia sẻ về nhôm trên kênh YouTube Kisato. Thì chúng tôi sử dụng tông màu trầm hơn, tông nâu để là những điểm nhấn cũng như toát ra toàn bộ cái phối cảnh xung quanh của công trình này. Ok, đây là một cái view nữa, view trực diện của khu vực mặt hông. Đấy, các bạn thấy rất nhẹ nhàng nhưng mà cực kỳ bắt mắt, đơn giản, và toàn bộ các thành viên trong gia đình anh Khuyên, anh rất là thích cái phương án này và hài lòng về sản phẩm mà chúng tôi thiết kế cho gia đình anh. Rồi, xin mời các bạn cùng tôi ngắm lại một lần nữa toàn bộ các cái góc nhìn của công trình. Đó. Công trình này khá là lặng nên khi mà di chuyển cái ảnh nó sẽ hơi bị giật một chút. Đó. Hy vọng là các bạn học hỏi áp dụng điều gì đó từ công trình này. Ok, bây giờ chúng tôi sẽ đi vào phần công năng để các bạn có thể là xem là công trình này gồm những cái phòng gì các bạn nhé, và xem có phù hợp với công trình của mình không. Và trước đó thì tôi xin phép là chia sẻ cái khuôn đất của nhà gia chủ. Bất kỳ công trình nào thì chúng tôi đều về tận nơi khảo sát thiết kế cho gia đình. Thì hôm đó có anh Quân, trưởng bộ phận khảo sát, về có khảo sát thiết kế cho gia đình. Để tôi tour đi một chút để các bạn. Đây không phải là buổi tối nữa các bạn nhé, là chúng tôi phải xuất phát từ lúc 5 giờ sáng đấy các bạn ạ. 5 giờ sáng. Đấy, trời đang tờ mờ sáng, hôm nay các bạn tưởng chúng tôi đi khảo sát buổi tối. Đó, khi đến nhà của gia chủ đây. Và đây chúng tôi sử dụng công nghệ Flycam bay từ trên cao để quét toàn bộ khuôn viên hiện trạng của công trình này. Tôi tour đi một chút để các bạn thể nhìn thấy. Đây. Đấy, thì các bạn thấy là khi mà bay lên này thì chúng tôi xác định được luôn là cái khuôn đất của gia chủ kích thước như thế nào và hình dáng của khuôn đất ra sao. Đấy, và kèm theo đó là các yếu tố về mặt phong thủy, đầu vào, cấp thoát nước, cấp điện và dự kiến công trình đặt ở đâu. Và trong các cái video khác thì tôi nhắc đi nhắc lại rồi, trong thời đại công nghệ 4.0 này các bạn
được quyền đòi hỏi. Nếu đơn vị nào mà chỉ đo thước và vẽ tay thì theo tôi là xin mời đơn vị đó về và chúng ta được quyền đòi hỏi các bạn nhé. Và hiện nay thì công ty chúng tôi phục vụ thiết kế ở trên 63 tỉnh thành, thì ở nông thôn, thành thị, trung du, miền núi, đồng bằng hay kể cả hải đảo thì tất cả đều được áp dụng công nghệ mới này các bạn ạ. Từ việc khảo sát đến thiết kế đến những cái kiến trúc sư tốt nhất phục vụ cho quý gia đình. Vâng, xin mời các bạn đi sâu vào phần công năng của công trình nhé. Thì đầu tiên tôi sẽ chia sẻ công năng tầng 1 công trình. Chiều ngang của khổ đất ở khu vực sảnh chính là 8m từ tim trục A, trục C. Chiều sâu của công trình là 11m64 từ trục 1 đến trục 4. Và ba bậc bên lên trên, vì khu vực này có gia chủ muốn có cái khoảng sân đằng trước để có thể xe máy hoặc là đi lại, tránh nó cận quá thì chúng tôi thiết kế vừa phải cái khu vực sảnh. Nhưng mà đây tôi đo luôn cho các bạn xem là từ mép này nhá. Đó, đến cái bậc đầu tiên là 1m235, được chưa? Đó, sau đó là đi thẳng trong là khu vực phòng thờ ở đầu tiên. Kế bên là khu vực phòng khách. Đi thẳng ở bên trong nữa là một khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này là 15m rồi, 15m2. Đi thẳng bên trong qua khu vực cầu thang là bếp cộng ăn. Và sâu bên trong là một khu vực phòng tắm master và một vệ sinh riêng. Tắm riêng, vệ sinh riêng được tách ra. Thì sau đây xin mời các bạn nhìn mô hình 3D cho nó trực quan. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Sảnh chính đi vào đây, thẳng vào là khu vực phòng thờ, đến phòng khách này, đến khu vực phòng ngủ này, khu vực vệ sinh chung này, bếp cộng với bàn ăn này. Đấy, các bạn hãy dừng hình TV hoặc điện thoại để ngắm nhìn kỹ được cái không gian tầng 1 của công trình này. Ở diện tích vừa phải và đầy đủ tất cả các công năng trong diện tích này. Đó, và vẫn đảm bảo hài hòa yếu tố về công trình đầy đủ công năng, nhưng mà có khoảng sân vườn rất là rộng rãi cho gia chủ. Đấy. Thì hiện nay công ty chúng tôi khác so với công ty khác là từ khâu thông phương án đến khâu mà trình bày bản vẽ chi tiết, cứ 2D có bản vẽ 3D, kể ngay cái cột này, cái nhà vệ sinh, cái cầu thang, cứ 2D, 3D, hoa văn trang trí cũng như vậy này các bạn, rất là dễ làm, dễ hình dung. Vâng, đây là mặt bằng kiến trúc tầng 2 của công trình. Đấy, các bạn thấy cầu thang đi lên trên là một cái phòng sinh hoạt chung. Phía đằng trước thì là một cái khu vực phòng ngủ có ban công. Và phía đằng sau cũng là một khu vực phòng ngủ. Đấy, tức là tổng trên tầng 2 này là 3 phòng ngủ các bạn nhé. Một phòng sinh hoạt chung và một vệ sinh chung như thế này. Và một khu vực sân chơi. Để sau đây xin mời các bạn nhìn 3D cho trực quan hơn. Đấy, nhìn 3D thì ai cũng hiểu được đúng không ạ? Có thang lên trên phòng sinh hoạt chung đây. Hai phòng ngủ phía đằng sau, một vệ sinh chung ở giữa. Và một phòng ngủ phía đằng trước có ban công. Đó, phòng sinh hoạt chung này có thể bật cửa ra đi ra khu vực sân chơi. Đấy, các bạn hãy dừng hình TV hoặc điện thoại để ngắm nhìn kỹ lại công trình này giúp tôi. Đó, rất đầy đủ trực quan chi tiết như thế này. Ai có thể hình dung ra được đúng không ạ? Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ các bạn một mẫu biệt thự đẹp nữa để các bạn có thể tham khảo. Nếu các bạn cần dịch vụ tư vấn thiết kế chuyên nghiệp thì alo cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới để chúng tôi đến tận nơi phục vụ quý khách hàng, hoặc vào website mẫubiệtthucdep.net, tôi nhắc lại mẫubiệtthucdep.net để tham khảo thêm hàng trăm cái mẫu biệt thự mà chúng tôi thiết kế trên 63 tỉnh thành. Hiện nay công ty chúng tôi có trụ sở chính ở miền Bắc là khu đô thị Sa La, Hà Đông, Hà Nội. Ở miền Nam là khu đô thị Park Riverside, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi có lực lượng kiến trúc sư, kỹ sư rất là đông đảo với những cái nguồn lực mạnh có thể phục vụ quý khách hàng, và 5 đội khảo sát tỏa đi tất cả tỉnh thành. Cũng như 10 bước phục vụ và vàng khác hoàn toàn so với những công ty khác. Thì hy vọng các bạn hiểu được những điều này và rất là mong được phục vụ quý khách hàng trong tương lai, đồng hành cùng quý khách hàng ở ngôi nhà đẹp. Xin chào lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Đừng quên share video lên nếu các bạn thấy hay, hoặc là share cho bạn bè người thân nếu họ đang cần cái mẫu biệt thự này nhé. Xin chào.